Lý chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay Lý làm tới đêm rồi các bạn ơi. Đó, mình tranh thủ quay cái clip. Clip này bằng đêm nên chất lượng video nó sẽ không cao như mấy bữa trước nha các bạn. Đó, thì 2 bữa trước mình có làm cái eto các bạn. Mình có hướng dẫn trên cái view clip đó. Tuy nhiên là mình không có chia sẻ cái kích thước, cho nên là một số anh em rất là thích luôn nhưng mà làm chưa được. Thì hôm nay Lý lên đây chia sẻ thêm cái kích thước. Đây là từng món nè bạn, các cái mảnh để ghép thành một cái tô các bạn. Mình sẽ chia sẻ tất tần tật luôn, chi tiết từng chiếc luôn đó, để anh em nào xem kết hợp cái video này và cái video bữa trước á, chúng ta có thể tự ráp một cái eto tại nhà đó. Thì Lễ ở đây Lễ có bán, tuy nhiên là anh em nào muốn tự thực hiện thì chúng ta có thể theo kích thước này mà thực hiện ha, mình chia sẻ luôn đó. Anh em nào mà mình không có dụng cụ, không có đồ nghề á thì có thể mua eto ủng hộ Lễ, còn anh em nào mà có đồ nghề á mình có thể tự chế tự làm tại nhà luôn. Rồi thì đây nè bạn, cái phần này á, là cái phần hàm cố định nè bạn, hàm cố định. Còn cái phần này là cái hàm di động. Còn ở đây là cái vít me để điều khiển cây tô. Ở đây là cái hàm răng của nó. Đó. Còn ở đây là cái đế. Rồi bây giờ Lễ gắn lên cái chân quay để chia sẻ kích thước, bắt đầu từ đế rồi lên tới hàm động, rồi tới hàm tĩnh, rồi tới vít me đồ này kia các kiểu ha các bạn. Để các bạn có thể nắm và làm được một cái y chang như cái của Lễ đang làm. Nó chia sẻ toàn bộ kích thước luôn. Rồi mình bắt đầu nha. Đầu tiên là cái phần đế, cái nền của eto nè các bạn. Chúng ta dùng cái mặt bích 18 cm nha bạn. 18 cm là từ đây qua đây nè, đường kính nó 18 cm và độ dày của nó là 1 phân. Đây là 1 phân. Mình đang ghép hai cái miếng 5 ly lại với nhau nè để đạt một cái miếng 1 phân nè. Đó, 1 phân ha bạn. Rồi 18 dày 1 phân, các bạn có thể làm dày hơn hoặc là mỏng hơn tùy các bạn. Rồi, đây là một cái miếng U8. Đây là tức là từ đây qua tới bên này nó là 8 cm. Chiều cao này lên của nó là chưa đầy 4 nha bạn, 3,5 các bạn, 3,5 3,6 vậy chứ chưa đầy 4. Chiều dài từ đây đến đây là 40 cm các bạn. Các bạn bỏ lên, các bạn lót thêm hai cái miếng mỏng mỏng, các bạn xem clip trước các bạn sẽ thấy. Rồi sau đó chúng ta dùng cái miếng này nè. Miếng này là chiều ngang này nè, chiều ngang này là 4, dài này là 15. Dày của nó là 8 mm. Đó, 8 mm nha bạn. Đó, để vô. Đây, để vô. Nếu mà cái U này nó cao thì chúng ta có thể mài cái chân ở dưới này bớt cho nó thấp xuống mặt, thấp xuống tí xíu thôi. Đó, để chúng ta có thể mà có thể là trượt ra trượt vô được ha bạn. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta lấy ba cái miếng như thế này. Đây là cái miếng bề ngang từ đây qua đây là 5 5 phân các bạn, 5 cm á. Từ đây xuống dưới đây là 8 cm và chiều dày của nó là 8 mm, chúng ta để lên. 1 2 3 ha. Trước khi thì để lên thì chúng ta nhớ lót lót ton ở dưới để khi hàng chúng ta rút ra rút vào được nha. Các bạn xem clip trước các bạn thấy rồi đó. Đó. Rồi tiếp theo là đây, hai cái hàm của nó. Cái hàm này là chiều cao từ đây lên tới đây là 10 11 11 nha bạn, 11 cao nè, 11 nè, ngang là 5. Đó, từ dưới này lên tới ngay chỗ cái mí cắt của mình là 5. Đó, từ đầu này qua đây là 3. Đó, miếng này cũng dày 8 luôn ha bạn. Rồi chúng ta để vô đây. À, ấy quên, trước khi để thì chúng ta lấy thêm một cái miếng này nữa bạn. Này nè. Này là U8, dài chiều dài của nó, dài từ đây lên đây là 10.5, cái này 11, còn này 10.5 nha bạn. Đó, chúng ta để lên. Đó. Rồi chúng ta để hai cái miếng này lên. Đó. Là nó dư mỗi bên lên nè 5 ly đó bạn. 5 ly là vừa luôn á. Đó. Đây. Như thế này rồi ha bạn. Tiếp theo chúng ta dùng cái miếng này nè, dày 5 ly, bề ngang là 8, bề dài là 8, bề ngang này là 3. Chúng ta ịn lên trên này. Đó. Rồi cuối cùng chúng ta dùng hai cái miếng 9, chiều dài là 9, chiều ngang của nó là 5, chiều dày của nó là 8. Chúng ta để vô. Đó, chúng ta cắt bớt cái thừa này các bạn, cắt bớt cái thừa này, chúng ta để thêm một miếng ở trên này nữa. Đó. Rồi sau đó chúng ta gắn một cái hàm vô. Cái hàm này là cái hàm 13, dày là 1 phân rưỡi. Đó. Rộng này là 3 phân. Đó. Rồi chúng ta ịn vô đây. Rồi như vậy là Lễ hướng dẫn xong cho các bạn làm được cái hàm hàm bị động rồi bạn, hàm đứng yên á. Đó. Đó. Rồi tiếp theo nha bạn, tiếp theo mình làm cái hàm này. Đây. Đây. Hàm này xong rồi. Cái này là cũng có một anh khách anh mua từng bộ phận luôn, mình hướng dẫn như thế này thì lỡ anh khách đó về có làm không được mở video mình lên coi.
thì có thể làm được. Cái hàm này thì rất là dễ luôn. Đó, chúng ta ịnh cái miếng này lên. Cái miếng này là chiều cao của nó là 11 nha bạn. Hồi nãy là 10 á, 10,5, còn chiếc miếng này là 11, nó dài hơn một tí xíu. Đó. Rồi, hai miếng này có kích thước là 15 cm chiều dài. Chiều ngang nó là 5. Từ dưới này lên tới ngay chỗ mình cắt là 10. Từ đây qua bên này, từ ngay chỗ này qua này là 3. Đó. Rồi, sau đó mình ịnh lên. Ịnh mấy anh kia một cái, ịnh mấy này một cái ha bạn. Ịnh như vậy nè, nó sẽ dư lên nè. Dư lên sau đó là chúng ta lấy cái miếng này y chang miếng nãy luôn, bề ngang bề dài là 8, bề ngang là 3, chiều dày của nó là 5. Ịnh lên. Đó. Sau đó cắt phần thường ở chỗ này. Cắt phần thường ở chỗ này ha bạn. Rồi. Này tới đây. Đó. Rồi, tới ba cái miếng này, nó hơi tối ha bạn. Ba miếng này thì một miếng nè, rồi miếng này chồng lên nữa là hai nè. Đó, rồi miếng này mình cắt cái phần thừa này đi nha bạn, cắt phần thừa đây, mình chồng lên miếng này nữa là ba thì nó ghép được. Rồi ha bạn, ghép được cái hàm chủ động này. Đó, thì ở đây mình khoét một cái lỗ. Dưới này nè, cái miếng dưới cùng này mình khoét một cái lỗ. Khoét một cái lỗ ha. Đó, ở trên cái mặt đế này mình hàn hai con tán 20 nè. Vô cái mặt đế này. Đó, cây này cây bù rong 20 nè. Đó, mình thọt vô. Thọt vô đó nha bạn, thọt vô. Rồi ở đây mình có một cái khâu, khâu mình lót vô. Rồi tới cái miếng này mình khoét cái lỗ 20 như chỗ này mình để vô, sau đó mình bỏ cái khâu ở ngoài nữa. Đó, khâu ở ngoài này mình khoét lỗ ngay chỗ này, khoét lỗ dưới này, khoét 3-4 lỗ gì bạn, cái mình hàn cho nó dính vô trong này, xong mình mới khoét cái lỗ trổ cái cây này xuyên ngang nè. Đó, để mình làm cái tay quay. Đó, thì để hướng dẫn cực kỳ là chi tiết luôn. À quên bạn, còn cái hàm nữa. Hàm thì mình cứ hàn ịnh lên trên này cho sao cho hàm này với hàm bên kia nó song song với nhau và nó khít vào nhau là được. Rồi ok, như vậy là xong nguyên một cái eto rất là đơn giản luôn ha các bạn. Đó, thì Lễ chia sẻ ở đây để có cái video này, các bạn kết hợp với video trước các bạn làm được một cái eto. Chúc thì Lễ chúc các bạn thành công và làm được một cái eto thật là đẹp. Riêng anh em nào mà muốn mua trực tiếp, muốn mua cái đồ mà do chính tay Lễ làm thì anh em có thể liên hệ. Lễ có để số điện thoại, anh em liên hệ qua Zalo để biết thêm trên trang Zalo của mình. Mình có đăng rất là nhiều bài liên quan tới cái eto này thì để biết thêm chi tiết và cách thức mua hàng như thế nào ha. Rồi, bye bye tất cả nha. Chúc tất cả một ngày thật là tốt lành. Bye bye.